Thay vì phải mất hàng giờ để xếp hàng chờ đợi tại những cơ quan công quyền để làm thủ tục hộ tịch như hiện nay, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, nghĩa là còn khoảng hơn một năm nữa, người dân có thể ngồi nhà, đăng ký qua Internet hoặc là gửi hồ sơ giấy tờ qua đường bưu điện để làm thủ tục hộ tịch. Đây là nội dung mới của luật hộ tịch vừa được thông qua. Luật hộ tịch mới cho phép người dân lựa chọn phương thức phù hợp, thuận tiện nhất để đăng ký hộ tịch như gửi hồ sơ trực tiếp qua bưu chính hoặc thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến trong điều kiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho phép. Cùng với đó, cá nhân có quyền lựa chọn cơ quan đăng ký hộ tịch cho mình tại cơ quan đăng ký hộ tịch nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi đang sinh sống, chứ không phải phụ thuộc vào nơi cư trú như trước đây. Căn cứ để thực hiện việc làm thủ tục từ xa là do luật hộ tịch quy định việc xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử để lưu giữ thông tin hộ tịch cá nhân. Song song với cơ sở dữ liệu trên giấy, đồng thời kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nhờ đó, thông tin hộ tịch của người dân sẽ được quản lý tập trung, thống nhất. Các bộ ngành địa phương có thể lấy thông tin công dân từ cơ sở dữ liệu quốc gia để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Cũng theo quy định mới, thì người thuộc gia đình có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật sẽ được miễn phí khi đăng ký hộ tịch, đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn.